anh em và chào mừng vị tới với channel của mình nha. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad và thử là mình nhảy xuống khu Pochinki này xem. Ui dồi ôi, sao này đã trên đầu tôi rồi đây. Thì mình cũng định tính là vào. Ui dồi ôi, ai gọi thế? Đậu phộng. Làm cái gì mà căng vậy? Vừa nhảy xuống thì đã gọi là có người gọi rồi anh em ạ. Thì mình cũng định tính là nhảy vào mấy cái khu Pochinki này để kiếm mấy cái cây súng như là Uzi để mà làm thử thách cho anh em xem. Thì anh em có yêu cầu mình làm rất là nhiều rồi, trên livestream cũng như là comment các kiểu. Không biết là trận này vào đây mình có tìm được không đây. Không biết là có ra khỏi được không nữa đấy. Khá đông. Đây này. Chạy ra ngoài của tôi này. Mình nghe tiếng chân của bạn rồi. Chạy đi đâu mà sâu. Gạt luôn. Có tiếng chân bên phải. Đây này, trước mặt nhà Doraemon có Uzi luôn rồi anh em ạ. À, này công tang này. Tiếp tục công tang này. Sấy trước với chúng tôi này. Vẫn còn ui. Cả tiếng trước, cả tiếng sau luôn anh em ạ. Thế là mình tính ở trong khu này là rất là đông luôn này. Ô clear. À đâu, không phải clear. Thằng này thằng khác nữa. Ui ôi. Sao lại nằm trước chân vậy? Rồi, bên phải. Ra này. Ui. cái đầu phộng gì vậy? Sao ông này tự nhiên đang bắn này người xuống lên trời. Vô lý thực sự anh em ạ. Này thì bắn này. À rồi, một thanh niên KS mạng của mình. À. Này thì KS mạng này, bạn là phải trả giá ngay anh em ạ. KS là phải trả giá. Thế là thanh niên kia cùng team với cái team mình đang bị mình nốc đây. Từ từ, mình phải đổi sang cây M4 với cả cây Uzi này. Có Uzi mà, có team chạy sang nữa này, có tiếng chân này. Này chạy sang công này. Rồi, như vậy là clear hai team ở cái gọi là cạnh mình. Bên này vẫn còn tiếng súng. Cầm một cây M4 nữa đi. Không biết là có đủ đạn bắn cái trận này không nữa chứ. Được rồi, cứ cầm tạm. Thêm ít đạn nữa. Thế là coi như là đã quanh khu vực của mình là tạm thời an toàn rồi. Chỉ còn mấy tiếng bắn ở bên đầu này thôi. Mình sẽ tranh thủ công sang luôn. Gọi là kiếm thêm tí mạng anh em ạ. Không biết là mấy ông này nấp đâu đây. Thì như mình cũng đã nói rồi. Thì mình cũng chả mong sao. Kênh mình dạo này nó kiểu như là nó không biết là có từ đã, có tiếng. Mình phải sửa bọn này đã, rồi nói chuyện tiếp anh em ạ. À, đang lo dò à. Rồi, vào nhà vệ sinh rồi. Lại, đau bụng các bạn. À, đau bụng à. À, trong cửa này. Đấy, thì đau bụng này. Đau bụng này. Rồi, tạm thời là ok. Thì anh em nào mà xem mình lâu cũng biết rồi, đợt này kênh của mình không hiểu sao nó cứ bị mất đề xuất thông báo ấy. Thì anh em nào mà đang xem đến đây rồi thì tiện tay bấm luôn cho mình xin một like nha. Có thể là comment luôn. Anh em không biết comment gì thì cứ chấm một cái comment. Bởi vì comment với like là nó sẽ tính là anh em có tương tác và nó sẽ đề xuất video của mình. Đây đây, trên nhà này. À đâu? À, trên nhà này cũng có luôn. Nhảy ra này. Nào nhảy xuống với tôi này. Trời ơi, mình đón hết đầu rồi. Đầu đít là mình bịt hết rồi. Làm sao mà chạy được. Đấy, mình cũng chỉ xin mỗi anh em vậy thôi. Xem đoạn này thì tiện tay thì bấm like cho mình cái. Comment thì anh em cứ chấm một cái nhẹ cái đấy. Để cho nó YouTube nó biết là kênh mình vẫn hoạt động tốt. Thì mong sao là YouTube nó độ tới mình. Để mình... Ô. Để kênh mình được phát triển. Thì cái like với comment là nó cũng giúp ích như vậy đấy. Nên là đừng quên là bấm cho mình xin nha. Trong này khá vắng vẻ rồi. Nhưng mà vẫn nốc anh em ạ. Nhưng mà thôi, mình sẽ đi xem tìm đi. 10 kill rồi chứ ít gì. Bây giờ mà chết nhẹ cái là hơi bị toang đấy. Đi ra lấy xe. Ơ, có thằng chạy. Á à, đủ. Chạy đâu vậy anh trai? Như vậy là có một tên chạy ở trong nhà này. Mình công vào luôn. Đang định ra lấy xe đi thì ông này lại chạy. Đây rồi, tiếng chân.
Rồi, cùng lết trước anh em ạ. Fire Angel Horn này. Cho bạn cả trái nữa này. Này thì cho bạn trái nữa này. Thêm trái nữa vào đây này. Đang đấu. Úi dồi ôi. Đang định bấu lại bấu không chết thì ông này toang luôn anh em ạ. Có một tiếng chân thôi. Bò lổm ngổm này. Lúc nãy mình cũng chỉ thấy một tên chạy qua thôi. Có đạn 9. Ngon lành. Ok rồi đấy. Mình thấy là khá là hợp lý rồi đấy. Gọi là clear được cái Bochinki này. Đem về cũng là 11 kill anh em ạ. Ok thôi đi thôi. Mình sẽ vào trong cảng đi. Ô oh, có bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua kìa. Ôi giời ơi, trên nhà hồng à. Đã đủ. Hello bác tài. Xe bác ghi vất đây. Này, cho bạn trái nét này. Nào, ù tai chưa? Thêm một trái nữa này. Trái này ù tai thì mình sẽ đẩy lên này. Rồi, ông này đang ù rồi. Đang trong phòng đúng không? Đang trong phòng đúng không? Làm sao mà thoát được? Nói chung là cái nhiều em cũng hỏi rồi, tại sao anh lại nghe chuẩn thế? Đấy, như là cái clip mình đang làm đây, anh em một số anh em vào bảo u ô sao lại tai nghe của anh lại nghe đâu chuẩn đấy, nghe bên phải chạy bên phải thật mà em nghe nó không như vậy. Đấy, cũng gọi là một số vấn đề thôi. Lại tiếp tục vào cảng anh em ạ. Nên là anh em cứ phải đầu tư. Ờ, có người chạy, có công bên trái này, công bên trái này đang chạy này. Chạy đi đâu? Đi đâu con sâu? Đi đâu? Đâu rồi? Ra đây nè. Thì nói chung là tai nghe cũng là một phần rất là quan trọng của trong con game này. Rồi bắn nhau rồi. Nhảy sang. Có tiếng. À tên này quay lại. Đấy đấy. Anh em nghe rõ không? Anh em nghe tiếng đúng rõ ở bên trái không? Ông này như nắp ở mép tường. Hình như. Tại vì mình nghe thấy đúng không? Đây rồi. Nói có sai đâu. Mình nghe một cái tiếng chưa chạy vào tới tới kho cơ mà. Nên là đoán thì nó cũng đơn giản thôi. Còn ông vừa chắc vừa bắn nhau bên này nữa. Đây rồi, tiếng chân. À, đợi kia rồi. Ngấp nấp nó à. Nào, mình công lên luôn anh em ạ. Uzi tầm gần, chưa ngán. Nào. Bạn nhảy ra đây, bạn bước ra. Úi dồi ôi, cờ lia luôn anh em. Như vậy là có hai ông thôi. X6 này, M24 các kiểu này. Ngoài chết rồi. Uzi mình hết đạn rồi. Trận này thì mình cũng định bắn Uzi cho anh em xem. Nhưng mà nghe vẻ hơi toang rồi. Không được rồi, còn 35/20 chơi bài gì. Thôi thì cầm sang M4 vậy. Chúng ta lại để clip kia sau vậy. Nói chung là clip này cũng được rồi đúng không anh em. Bắn lúc đây là hợp lý rồi. Thôi mình đi thôi. Có tiếng xe. Bên. Ui. Tiếng xe bên trái anh em ơi. Ui, thôi anh ơi. Ui, mấy ông dừng lại bắn mình ạ. Ôi anh ơi, em còn vợ trẻ, con già nhà, em bình tĩnh thôi. Ui, vãi nổi ạ. Mấy thanh niên này như kiểu đi săn mình ấy nhở. Từ đầu đến giờ, mẹ mình nhảy vào chỗ cái em gọi là cái Bochinki đấy. Mấy bố ấy săn mình kinh thật, cứ lao đầu vào băm mình thôi ạ. Em phải hẳn là ui, cái gì đấy? Cái đầu phộng gì vậy? À rồi, một tên. Kia đâu. Này thì cũng đủ rồi. Có bạn ở bên trái. Đâu đâu anh ơi. Chết mẹ. Có một chấm máu. Bố này. Ui. Thôi rồi anh ơi. Mọi chuyện đều có phương hướng giải quyết. Ui quăng bom. Anh ơi. Tĩnh anh. Mọi chuyện. Ui lại quả nết. Mọi chuyện đều có một phương cách giải quyết anh ơi. Mọi chuyện đều có cách giải quyết anh ơi. Đến nữa. Vẫn còn một tên nữa. Vẫn còn một tên nữa này. Trời ơi, em bảo là mọi chuyện đều cách giải quyết rồi. Ui, bên kia nó vẫn khèo mình ạ. Ui ôi, tôi có làm gì đâu mà mấy ông săn tôi ghê vậy. Bắn tôi từ đầu ạ. Săn tôi từ đầu ạ. Vãi cả nồi ạ. Tôi chỉ là một gọi là một dân chơi nho nhỏ ở đây thôi. Ui ôi, làm gì căng thẳng thế. Ui, có bác kỳ ạ. Ui ôi, cái gì đây. Ui, cái định mệnh.
Nó dừng đây luôn rồi anh em ạ. Vãi cả nồi ạ. Lại một gọi là một dân chơi nào nữa để săn mình rồi. Ủa biết mình ở đây luôn ạ. Cái định mệnh cái gì vậy? Ôi anh ơi. Anh không... Em... Ủa thôi mình đi. Cái định mệnh anh ơi. Ôi trời toàn mẹ rồi. Anh ơi. Ui anh ơi. Mọi chuyện đều quyết để trước quyết anh ơi. Không đừng nóng này dễ chảy anh ạ. Lại bom ạ. Ui sao này thanh niên này biết mình ở đây nhở. Phải nồi ạ, dừng xe phát cái quăng bom đúng hòn đá luôn ạ. Nằm đây này. Ăn một đầu rồi. Á đủ. Đau đấy. Tặng cho bạn trai nết này. Á đủ. Đau phết. Ui thanh niên này có cái mùi gì sao nhở. Mình thấy hơi sai nha. Tầm này nghe vẻ là nhiều siêu nhân nha. Nào bạn công vào đây. À nhảy rồi. Bạn công vào đây này. Trời ơi. Có mỗi một ông thôi mà. Sợ vãi cả quần què anh em ạ. Lại có tiếng nữa. Này có tiếng từ sau lên ạ. Ôi mấy anh ơi. Em có làm gì đâu. Mà sao mấy anh săn em ghê vậy. Như kiểu là cả cái bản đồ này nó săn mình ấy, anh em ạ. Cảm giác bất an vờ lờ. Sợ vãi nổi ra. Ui dồi ôi, đồ đạc nhiều quá trời. Thôi mình phải đi thôi chứ sao giờ. Đứng đây nguy hiểm lắm. Có mỗi cái đồi thôi mà nó bắn mình nãy giờ ạ. Đây mình xin con xe nhá. Đi thôi. Ui cái gì đây. Ui giời ơi, lại bắn mình anh em ạ. Mấy anh ơi, cho em gọi là thở tí. Bắn từ nãy tới giờ ạ. Không cho nhau thở tí nào luôn ạ. Được rồi. Nào bây giờ thì từ từ mình sẽ tìm góc để chơi mấy ông này. Bắn nhau trong khu này. À, ủa ôi công lên ạ. Công lên này. Chết rồi rồi, bắn trượt rồi. Từ từ anh ơi. Anh ơi, em gọi là nhầm tí thôi. Súng bóp cò anh ơi. Súng nó bóp cò anh ơi. Bình tĩnh. À, súng này công ra này. À, tiếng phải hai tiếng luôn ạ. Ui rồi gì đấy. Nào bước vào đây này. Ui rồi ôi anh ơi, vãi cả nồi ạ. Mấy thanh niên này không cho mình thở luôn ạ. Ôi ba ông lao đến như kiểu là của vớ được ấy. Sợ vãi anh em ạ. Anh em thấy không, cái trận này nó căng thẳng vãi nồi ạ. Như kiểu cả bản đồ nó săn mình ấy. Sợ quá. Định mệnh. Thế này tôi cũng chết mất thôi. Ok thôi đi, mình đi thôi, ngoài bo mất rồi anh em ạ. Mình vào trong bo đã. Kiếm chỗ an toàn đã. Trong khu này không biết có người không đấy. Cứ vào đây đã rồi tính anh em ạ. Cái nhà này. Ơ. Có tiếng. Mình tưởng mình nghe nhầm cơ. Cái máy bay. Đậu phòng cái máy bay luôn. Tí nữa thì cái máy bay nó mà to một tí nữa thì thôi chắc là mình chả biết đâu. Từ từ đã, mình phải mở góc. Mình phải tìm góc. Xịn xò con bò mình mới chơi được. Chắc chắn là bọn nó cũng biết mình vào rồi. Mình phiển xe vào mà. Từ từ đã anh em. Ở đầu nhà kho. Cứ gọi là cẩn thận. Đấy, anh em chơi một mình nên là cứ phải mở. À. Ngồi này. Đù, mũ 3. Từ, mũ 3 hả? Mũ 3 này. Nốc một ông. Đẩy luôn. Ui lại có tiếng xe ạ. Ok định mệnh. Các rìa lý. Chín chá nà ní các kiểu. Ui ôi tiếng chân này. Ui anh ơi. Nó đang. Ui anh ơi, em chỉ có một mình thôi. Bình tĩnh anh ơi. Mọi. À đủ. Mọi chuyện đấu cách giải quyết anh ơi. Mọi chuyện đấu bắn thế mình chết ạ. À? Hơi phí. Không được. Mình phải vòng sang bên này thôi. Ui đông thế. Ủa hai team. Ủa mày thế. Hai team anh em ạ. Ui ôi mấy con trâu đánh nhau. Một con chết là một con què. Rồi xe vất kia. Từ anh em ạ. Tầm này là không gọi là không liều được. À lo do này. Mình sẽ vòng ra đằng sau. Vừa lấy từ bên đấy chạy vòng sang bên này. Bây giờ mình lại từ bên này chạy sang vòng sang bên đấy. À rồi. Chạy à.
chưa được bắn anh em ạ. Bắn bây giờ là chết mình ngay. Mình giữ một mình thôi, mình phải lựa góc đẹp đây này. Mình vòng vào mấy đằng sau ông này. Rồi, có một ông là bị nốc kìa. Từ từ anh trai ơi. Ui cái gì đây? Ui lại bị nốc này. Này không vào này. Này không vào thôi này. Ui mình chưa kịp gạt ạ. Thôi xong, team này bị clear rồi. Ui phí thế. Trời ơi. Thế là hai mạng lận. Phí gọi là lúc đầu bị KF một mạng. Xong rồi bây giờ lại bị phí mất hai mạng. Ui ba mạng của tôi chứ ít gì. Mình nốc một ông, chắc chắn là sẽ phải bơm máu. À sẽ phải cứu nhau. À đây rồi, trước thùng công xanh. Hai tiếng chân. Mày thì no do đi đâu. Vừa được cứu dậy. Còn một ông nữa. Hai tiếng chân cơ mà. Quả bom này bạn không chết à. Này thì thò cái tay ra này. Ui trời ơi. Quả bom nó lại cứ gọi là vừa khít từng cm anh em ạ. Thôi còn một ông thôi. Lên xe đi lùa anh em ạ. Không biết ông này nằm đâu đây. Sát viền bo đây. Ơ đang nằm này. Ô lát đồ anh em ơi. Ôi anh ơi tai nạn anh ơi. Tai nạn anh ơi. Ôi trời ơi. Bố ấy nằm ở chỗ này. Đâu biết rằng là con iPad của mình. iPad thì anh em biết rồi. Thỉnh thoảng nó hay bị kiểu lát cỏ đấy. Ôi trời ơi. Bố ấy nằm ở ngay đây. Không có một cái top 1 nào dễ hơn anh em ạ. Game hơi gọi là. Thế là tính ra là đáng ra là mình được 28 kill lận ấy. Phí thật sự. Ok. Cái clip của mình cũng dừng ở đây thôi. Anh em nào đã xem đây rồi thì đừng quên là bấm like nha. Và comment ý kiến của anh em ở phía bên dưới. Mình sẽ lọc ý tưởng và sẽ làm những clip tiếp theo hay ho hơn nha. Bye bye. Được đâu trên bầu trời.